Và ở vòng thi này, ở trên màn hình sẽ có hình ảnh của 10 bé. Và mỗi bé sẽ có một câu hỏi, một câu trả lời và một số điểm hoàn toàn khác nhau. Mình không quan trọng ở đây là câu trả lời nó sẽ là đúng hay sai. Quan trọng là cả hai đội phải làm sao đoán được đúng ý của bé. Trời ơi. Bây giờ là chúng ta có 10 bé. Ai sẽ là đội bắt đầu? Rồi, nhường phụ nữ và em bé. Phụ nữ gì? Con gái. Con gái và em bé. Bây giờ là con chọn bạn nào? Dạ, con chọn bạn Gia Hân. Lắng nghe câu hỏi. Trong giấc mơ, chó mèo sẽ thấy các bạn chó mèo khác hay mơ thấy con người của chúng ta? Trời ơi, theo con làm sao? Theo con là tùy theo giấc mơ của chó mèo thôi. Tùy theo giấc mơ của từng người thôi. Nhưng mà là con biết chắc chó mèo có biết mơ không? Nhiều khi đó bé sẽ trả lời là chó mèo không biết mơ. Hoặc là chó mèo sẽ có khi thấy người, có khi thấy chó mèo. Còn là... con bé nào đơn giản đó nói dạ con không biết, tại con không có chơi với chó. Con ý kiến. Sao con ý kiến luôn? Tại vì tùy theo giấc mơ của mỗi người. Có ngày nằm mơ thấy ma, có ngày nằm mơ thấy chó, có ngày nằm mơ thấy người. Có bao giờ con nằm mơ thấy bạn gái nào xinh đẹp không? À dạ có. Có ghê ha. Nếu theo con hỏi câu đó thì con trả lời sao? Theo con thì là tùy theo giấc mơ của mấy bạn chó mèo. Có bạn chó mèo thì mơ là thấy con người, gặp con người. Có bạn chó mèo thì thấy là gặp mấy bạn chó mèo đang chơi vui. Theo con là nó theo cái câu hỏi luôn á. Con vẫn chưa trả lời đó. Giờ con rồi, chó sao? Chó mèo không biết mơ. Rồi chó mèo không biết mơ. Vậy là đáp án cuối cùng của các bạn là chó mèo không biết mơ. Dạ chó mèo không biết mơ. Gia Hân ơi, con trả lời như thế nào? Con cũng không biết nữa. Con chó với con mèo nó ngủ thì sao con biết là nó mơ về con người hay là nó mơ về những con mèo hoặc là con chó khác? Có nghĩa như là câu trả lời cuối cùng của bé Gia Hân là con không có biết. Nhưng mà quan trọng á là bé đã nói được đúng một ý á, là tại vì là chó mèo có thể nghĩ là không có biết mơ. Cho nên á là cho là con không có biết luôn. Chúng tôi sẽ chấp nhận câu trả lời của bé nha. Rồi bây giờ là không biết là Gia Hân sẽ mang về bao nhiêu điểm ạ? Xin chúc mừng cô chú đã nhận được 30 điểm. Wow! Rồi bây giờ tới lượt đội của anh Tính nè, giờ anh chọn bé nào nè. Rồi, William chết. Chọn bạn nào con? Dạ, con nói đi, con đừng có chỉ. Dạ bé ơi, tại vì trong những cái chữ này chưa có chữ nào con biết hết đó. Là Gia Phát lại. Gia Phát, Gia Phát. Bé Gia Phát, câu hỏi thuộc về bé Gia Phát. Con rùa và con ốc sên chạy đua với nhau thì theo các bạn con nào sẽ thắng? Dạ mình phải bàn bạc nhau chứ. Dạ con ý kiến. Ý kiến dạ, đi con. Là hai con đều không con nào thắng, tại hai con đều đi chậm hết. Đi chậm cũng phải có con chậm hơn chứ. Con, nhưng con nào cũng chậm, vì hai con đều thắng hết. Tại vì nó chậm quá tới cùng lúc. Vậy đáp án cuối cùng của con là hai con đều thắng. Vậy còn anh Tính nè, anh quang có nghĩ mang. Là anh có trùng ý kiến với lại bé William không? Ơi, thật ra là đối với những cái câu hỏi mà nó mang cái IQ cao như vậy, tôi không có câu trả lời. Tôi phụ thuộc vào William. William. Ok, không biết là có trùng với lại câu trả lời của bé Gia Phát hay không? Xin mời bé Gia Phát. Rùa nó chạy chậm hơn, ốc sên nó chạy nhanh luôn. Tại vì con rùa nó đặt tên là chậm như rùa, cho nên con ốc sên nó chạy nhanh hơn. Vậy là theo như Gia Phát đó, trả lời là con ốc sên chạy nhanh hơn con rùa. Câu trả lời của con không đúng rồi, thật là đáng tiếc. Không biết là Gia Phát ơi, Gia Phát bao nhiêu điểm vậy Gia Phát? Chị buồn quá cô chú, đã mất 20 điểm. 20 điểm. Không sao hết, chút nữa mình sẽ gỡ lại. Dạ, đúng Lê rồi. Trang, Ngân Chi à, mình chọn tiếp đi. Con dạ. Chọn bạn nào? Con chọn bạn Tuyết Như. Tuyết Như. Câu hỏi thuộc về bé Tuyết Như. Ở dưới nước con cá. Con cá. Nó có thở không? Dạ có chứ. Bây giờ mình bàn luận đi, ai biết mà được. Bé kia nó khác mới thì khó. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà lỡ Tuyết Như nghĩ khác thì sao? Có, chắc chắn là có. Tại vì á, nếu mà mấy đứa nhỏ nó đơn giản lắm. Nó nhìn con gì còn sống còn động đậy là sẽ nghĩ là dạ, có thở. Dạ con nít nó sao dưới nước sao thở được? Đúng rồi. Đúng không? Con cá nó quen ở dưới nước rồi. Con cá nó quen ở dưới nước nhưng mà đó là chuyện của con cá. Quan trọng á là bé Tuyết Như sẽ suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Bây giờ nếu hỏi con, nếu hỏi con trả lời sao? Cá có thở không? Có. Có thở. Có. Bây giờ chung. Chung đúng không? Dạ. Không thay đổi đúng không? Dạ. Rồi. Vậy thì không biết là Tuyết Như là có hay là không? Đáp án này là có nha. Xin mời Tuyết Như. Nó không biết thở, nó biết bơi rồi. Nó không biết thở, nó chỉ biết bơi thôi. Cái sự tiếc nuối nó chưa bắt đầu đâu. Quan trọng là bé Tuyết Như bao nhiêu điểm nè? Còn nó phát ra tên nưỡng rồi. 30 điểm. Trời ơi, 30 điểm. Hay quá luôn đó. Cái chọn đúng 30 điểm. Bỏ con gọi điện cho mấy bạn báo điểm trước hay sao vậy? Đội anh Hữu Tính nè, William à, chọn bạn nào? Minh Thư. Câu hỏi thuộc về bé Minh Thư như sau. Mẹ sắp sinh thêm em bé
và bé sắp bị ra rìa. Con tưởng tượng đi nha, là con sắp bị ra rìa. Vậy thì con có cảm thấy buồn hay là không? Dạ buồn nhưng vẫn vui, tại vì mẹ giống như là mẹ của mình. Nhưng không, không phải lộn rồi. Cái gì vậy? Mà phân sao? Tích ra cho chú hiểu coi. Mẹ yêu hai người luôn. Vậy là con không có buồn đúng con không? Con trả lời là không có buồn, mẹ thương mẹ hai người luôn à. Rồi, không biết là câu trả lời của bé Minh Thư là như thế nào ạ? Con có em bé, con chơi với em bé, con không buồn. Đó! Yeah! Đâu có buồn đâu. Hay quá. Vậy là đội của mình đã chính xác được câu trả lời rồi. Không biết là bé Minh Thư sẽ mang về bao nhiêu điểm ạ? Chúc mừng cô chú được 10 điểm. Thôi kệ, có còn hơn không? Đúng, rồi. Đúng có vậy. Còn hơn không? Rồi bây giờ xin mời tới lượt bé Ngân Chi và chị Lê Trang ạ. Dạ Minh Ngọc. Con với lại bé thích ngủ quạt hay ngủ máy lạnh? Trời ơi. À, nếu như mà là con đi, con thích ngủ quạt hay ngủ máy lạnh? Dạ con thích ngủ quạt và ngủ máy lạnh. Nhưng mà là theo con nghĩ là bạn Minh Ngọc là thích ngủ quạt hay ngủ máy lạnh? Nãy giờ con thấy câu trả lời của mấy bạn là toàn là ngược lại với sự thật không à? Ngược lại sự thật hả? Đúng dạ. Rồi, chính xác con. Ngược lại với sự thật không? Có khi à? Là bạn Minh Ngọc này bạn trả lời dạ không biết con không có ngủ. Có anh đó, cái là anh đó. Trả có lời đi con. Thì điều kiện kinh tế gia đình, theo nhà mua quạt thì xài quạt, nhà mua máy lạnh thì xài máy lạnh. Bây giờ chốt một thôi, quạt hay là máy lạnh hay là cả hai? Cả hai. Sao con? Khoan. Quạt. Theo em con nít mà ở trên Sài Gòn thường nó thích máy lạnh hơn, tại vì lạnh dễ ngủ. Nhưng mà quan trọng là Minh Ngọc ở đâu? Người lớn quyết định, câu này người lớn quyết định con. Theo cái kiến thức mà ngủ bên mái hè của tôi từ nhỏ đến lớn á thì cho nên là bé nó sẽ thích ngủ máy lạnh. Máy lạnh con chốt. Chốt luôn. Chú chỉ nhìn con thôi đó, tại vì con là người chốt cuối cùng đó. Chốt nha, máy lạnh nha. Dạ con chốt. Rồi, liệu rằng máy lạnh có chính xác là đáp án của bé Minh Ngọc đưa ra hay không? Xin mời. Dạ con thích ngủ máy quạt. Tại vì thì đỡ tốn tiền điện hơn. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ sắp đối diện với lại cái điều tiếc nuối đây. Minh Ngọc à, con bao nhiêu điểm? Sai rồi. Các cô chú đã mất 20 điểm. 20 điểm. Rồi xin mời Minh Hoàng, bé Minh Hoàng. Câu hỏi: giày và dép con thích cái nào hơn? Trời ơi. Mày, trời giày và dép trời hả? Ơi. Dạ giày, tại vì giày nó đẹp. Giày đẹp mà làm cảnh sát, làm phi công là phải mang giày. À vậy đúng rồi. Thích ý kiến của con là thích giày hơn đúng không? Xin mời câu trả lời. Giày dép con thích mang giày hơn, tại vì con là con trai. Yeah, yeah. Yes. Thích mang giày hơn. Xin chúc mừng đội quan hữu tính. Không biết là bé Minh Hoàng sẽ mang về cho đội quan hữu tính bao nhiêu điểm nè? Chúc mừng cô chú đã được 10 điểm. Oh, 10 điểm. Ồ, 20 điểm. 20 điểm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc được vòng thi đầu tiên. Số điểm của hai đội như sau: đội của Lê Trang và bé Ngân Chi 30 điểm. Yeah! Tiếp theo là đội của anh Hữu Tính cùng với là bé William, mọi người đã được 20 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Yeah.